lên trên luôn anh em ơi. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn yêu dấu đã quay trở lại với series review những trận đấu leo danh kinh điển trên sóng trực tiếp của NPN1DT. Chúng ta đừng quên rằng 9 giờ tối mỗi ngày trên sóng kênh NPN1DT luôn có những trận đấu vô cùng hấp dẫn để phục vụ tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm trận đấu bắt đầu với khu vực kho quân sự. Và từ giờ đến cuối game, 1DT sẽ làm cách nào để kiếm được 21 kill. Trên lưng 1DT lúc này đó chính là hai cây súng tầm xa và kèm theo đó là một cây Uzi. Một thanh niên đầu tiên lao đến khu vực nhà xe này, quả keo được xa là khá nhanh, chỉ còn lại 36 máu. Rất may mắn là trong tình huống vừa rồi khi mà tốc độ bắn đến từ cây chim bờ cá cũng như là cây AUG đủ nhanh để có thể hạ nóc được thanh niên này. Gạt giò ngay lập tức để tránh những mối hiểm họa về sau. Phía bên kia thì tiếng chân trên đầu Đình Quân và ngay lập tức Đình Quân đã phải nằm xuống. MDT đã phải sử dụng đến chiếc máy bắn hàng cá nhân để có thể mua thêm một vài trang bị, đó chính là những bình máu khi mà lượng máu còn lại là không nhiều. Một bình máu lớn đã giúp cho MDT lúc này đã có full 200 máu và chuẩn bị cho tình huống giao tranh tiếp theo. Chắc chắn rằng trong căn nhà kia, chính xác rồi, tôi đã thấy một thanh niên đứng ở trong cái kho lớn và phía bên nhà xe này cũng đã có một thanh niên. Một thế là 2v1, nhanh tay ở trong tình huống vừa rồi, quả bom keo được đặt ra cũng chỉ còn đâu đó khoảng 30 máu mà thôi. MDT lao vào gạt giò. Thanh niên này có cây mãng xà nhìn quá ngon, liệu rằng có đủ thời gian lút đồ hay không? Đây đã có tiếng tát rút ra. Đối phương muốn áp sát ở trong tình huống vừa rồi, may mắn thoát đi ở trong tình huống chạy ra sau hộp gỗ và thanh niên kia đã lùi lại phía sau. Ui, trên đồi, ôi sao rồi? Trên đồi hướng cáp treo về khu vực cổng trời, có vẻ như một team khác cũng đã lao tới, đổi sang cây PP19. Lúc này phát hiện ra thanh niên này đang lút đồ ở phía trong nhà. Giấy rất giòn với cây PP19, kèm theo đó là kỹ năng cài đốt, khả năng phá giáp là cực kỳ khủng khiếp đến từ cây PP19. Nhiệm vụ lúc này đó chính là hồi sinh lại những người đồng đội, sau đó là thoát ra khỏi khu vực kho quân sự. Vẫn còn những tiếng súng ở trên khu vực đồi, và chắc chắn một vài giây nữa thôi thì những thanh niên đó sẽ áp sát vào đây. Vừa mới nói xong thì một thanh niên đầu tiên áp sát vào và có vẻ như là muốn cứu đồng đội. Rất may mắn ở trong tình huống vừa rồi, nhưng mà thật đáng tiếc khi mà đồng đội của hắn ta đã lao tới rất nhanh. Phía trên kia vẫn còn vị trí, đó chính là bóng hình của anh Thái, đã có thể cứu mình một mạng ở trong tình huống đó. Anh Thái vẫn còn đang đứng trên nóc nhà, giống như một chiếc tháp lại đang một soi sáng đường cho một DT để có thể hồi sinh lại trong tình huống này. Khoảnh khắc này thực sự rất hồi hộp vì mình sợ rằng một thanh niên nào đó đứng phía trên và bắn xuống. Nhưng mà rất may mắn khi mà mình đã có thể thoát ra khỏi vực kho quân sự, nhưng những người đồng đội của mình thì không may mắn như vậy. Tất cả đã đều lên bảng đếm số. Lúc này mình mang trong người 1.200 xu và nhiệm vụ của mình là chạy vào máy cứu trong cảng lớn. Bất chợt phía sau lưng lại có các đá ô tô lao tới và có vẻ như là thanh niên đó đã nhìn thấy mình rồi. Ngay lập tức mình sử dụng chiếc máy bán hàng cuối cùng trong ba lô cứu luôn một người đồng đội. Mình quan sát thanh niên này rất kỹ để xem thanh niên này định làm gì, xuống xe chơi hay là tiếp tục dùng xe để có thể di chuyển. Sử dụng ngay chiếc nấm công nghệ để có thể tăng tốc độ chạy. Một viên súng chưa tầm xa dính thẳng vào lưng mình, đây chỉ là cái giáp một mà thôi. Dính thêm một viên nữa thì có lẽ rằng mình sẽ phải nằm xuống. Lúc này mình quyết định sẽ không cứu ở khu vực cảng lớn nữa, bởi vì ở đó rất nguy hiểm. Con xe vẫn còn đang lượn lờ phía trước mặt. Mình sử dụng ngay chiếc máy pháo bay sang khu vực nghĩa địa, một nơi xa hơn so với cảng lớn, và tạm thời nó sẽ là an toàn. Phía bên kia thì liệu rằng anh Thái không được rồi. Anh Thái không may mắn như vậy, lại một lần nữa anh Thái lại lên bảng đếm số. Phải nói rằng team của mình rất khó khăn ở trong tình huống này. Vẫn còn 40 người chơi nữa, nhưng mà team của mình lúc này chỉ có mình là giàu đồ hơn thôi. Một lần nữa mình chạy vào trong căn nhà này để có thể hồi sinh những người đồng đội. Đồng đội của mình đã được hồi sinh và đang bay xuống di chuyển vào trong bò. Lúc này thì mình vẫn đang vật lộn ở phía bên ngoài, nhưng mà ở đây có một chiếc máy phóng, mình sẽ sử dụng nó và phi thẳng vào trong khu vực doanh trại. Lúc này mình chỉ có giáp 2 mà thôi, nhưng mà không đủ tiền để có thể mua cho mình những cái giáp tốt hơn. Chiếc máy phóng hướng bình thẳng vào khu doanh trại vì chủ tịch đang bay ở phía trước mặt. Bất ngờ mình phát hiện ra có thanh niên đứng ở phía trước. Cây AUG cộng thêm kỹ năng cài đốt phá giáp cực kỳ đau. Mình đặt ngay lập tức quả keo phía trước và phía sau, bởi vì phía sau lưng mình có vẻ như vẫn đang có giao tranh. Lúc này mình không còn đủ máu để giao tranh nữa, chính vì thế nên là mình cần phải đứng lại một nhịp và hồi lại máu. Bên kia vịt vẫn bắn tích cực và vịt đã có cho mình một kill quá tuyệt vời. Team của mình lúc này đã quyết định di chuyển vào khu vực tháp đồng hồ. Vòng bo tiếp theo sẽ thu lại sau chưa đầy một giây nữa. Bo bắt đầu thu lại rồi. Mình đang cố gắng chạy vào trong khu vực tháp đồng hồ lúc này, và bo vẫn còn 32 người chơi, lên 33 người rồi. Em vịt vừa làm được một kill. Lúc này team của mình vẫn còn đang ở phía sau cách mình khá xa, nhưng mình biết chắc chắn rằng vòng bo nó sẽ thu lại đây sớm thôi. Việc vào muộn mà khi vòng bo vẫn còn 34 người chơi nữa, nó sẽ là một điều bất lợi vô cùng. Mình quyết định chạy lên trên căn nhà vàng dài này, một căn nhà vô cùng quen thuộc. Đã nghe thấy tiếng chân ở phía dưới rồi. Quan sát ra hướng thung lũng có một thanh niên đang chạy vào bo. Dục dịch các team khác lúc này cũng đang bắt đầu chạy vào bo rồi. Cây Ska đã giúp cho mình có một kill thứ 7. Quá ngon, nghe tiếng chân chạy lên trên nhà. MP5 cộng cài đốt, một tình huống bắn khá tuyệt vời.
Đó là kill thứ 8. Lúc này mình phát hiện ra trên căn nhà 3 tầng kia có rất nhiều tiếng súng. Đồng đội của mình do vào bò muộn, bây giờ đã mắc kẹt ở phía bên ngoài rồi. Anh Thái thả các Satino về hướng. Ở những vòng bò mà nó đông như thế này, việc các bạn chậm một vài giây đi bò thôi, nó cũng là một vấn đề vô cùng khó khăn. Mình leo danh rất nhiều những trận đấu như thế này, chính vì thế nên mình hiểu rằng cần phải di chuyển bò ở thời điểm nào để có lợi thế ở trong những vòng bò cuối cùng. Lúc này mình đã có một căn nhà rồi, trong khi đó anh Thái cũng đang rất khó khăn ở đứng ở ngoài kia với những quả bóng kèo. Ở phía hòn đá xa xa hướng doanh trại, phía sau lưng anh Thái đang có hai thanh niên cam vào. Anh Thái chỉ còn nửa cây máu, chưa kịp lên máu anh Thái đã bị bắn nóc. Liệu sao anh Thái có hồi sinh hay không đây? Mình đang cố gắng tích cực cover, định nhảy xuống cứu anh Thái, nhưng mà anh Thái đã có kim tiêm để có thể tự hồi sinh. Mình quay ngược lại với tình huống mà suýt chút nữa thì mình cũng đã phải lên bảng đếm số rồi. Anh Thái đã đứng dậy được, nhưng mà phía dưới nhà lại có một thanh niên áp sát vào. Hai thanh niên thêm một con ngộ không nữa, hai viên đạn đi lên đầu nhưng mà chưa đủ đam. Thêm một tình huống bắn nữa thì thanh niên đó đã lên bảng đếm số. Nhưng mà may mắn khi mà đồng đội của hắn ta cũng đã áp sát vào với con ngộ không để có thể hồi sinh. Mình vẫn đang rất tự tin đứng trên căn nhà này. Cây Ska đã giúp cho mình cấu được thanh niên đó khoảng đâu đó 80 máu. Thêm một viên súng lửa. Thanh niên này quay ngược trở lại để có thể giao lưu văn nghệ với mình. Mình chủ động lao xuống phía dưới nhưng mà thanh niên đó đã chạy ngược vào trong. Quay ngược lên trên căn nhà tầng 2 này để có thể có một tình huống thủ an toàn. Có vẻ như là thanh niên nào vừa áp sát lên đây và anh Thái đã làm được một mạng. Một cái xác vô cùng ngon. Hai anh em lúc này đã tụ họp lại được. Vẫn còn 18 người chơi cho cái vòng bò gần như là cuối cùng rồi. Vòng bò tiếp theo thu vào đó sẽ là vòng bò cuối cùng, mà số lượng người chơi là còn vô cùng lớn. Mình quan sát ra những cửa sổ và ăn được một kill. Đây là kill thứ hai, 11 kill rồi. Tích cực đục bom keo đến này gạt giò nhưng cũng không quên cảnh giác ở phía cửa. Em bảo này. Đây là kill thứ 12 dành cho MoDT. Rất nhiều những tiếng xe phía bên ngoài. Bây giờ mà nhảy ra khỏi căn nhà này nó là một điều vô cùng khó khăn. Anh đứng gần vào đây. Căn nhà hai tầng này bây giờ nó giống như là một cái của quý vậy. Không thể nào bỏ lỡ được căn nhà này. Bất kỳ thanh niên nào muốn lên căn nhà này sẽ cần phải vượt qua được hai người. Thêm một thanh niên nữa chạy vào trong bò không chịu được nhiệt với cây Ska 3 chip, kèm theo đó là kỹ năng cài đốt. Cài đốt là một kỹ năng vô cùng mạnh mẽ ở OB này. Có khả năng phá giáp vô cùng lớn, nó là một con nhân vật mà đáng lưu tâm và đáng sử dụng nhất ở trong OB này. Rất nhiều dấu hồi sinh trên mái nhà. Mái nhà vàng dài này nó sẽ là một địa điểm đáp khá lý tưởng. Mình kê ngay ở góc cửa sổ vì mình nghĩ rằng có thanh niên bay vào. Và chính xác như mình dự đoán, một thanh niên nữa đi ở lối cầu thang. Ngay lập tức là một tình huống xây với cây MP5 được 2 kill. Kill thứ 14 và đó là kill thứ 15. Quan sát luôn lên trên căn nhà 3 tầng. Phía trên đó vẫn còn chiếc máy bán hàng. Và một vài giây nữa thôi thì máy bán hàng sẽ không còn ở trong bò. Nhưng mà một vài cái máu bò thì nó không phải là vấn đề với mấy thanh niên Bangladesh này. Khả năng tanh bò là vô cùng khủng khiếp. Một thanh niên không chịu được nhiệt chạy ra ngoài. Ngay lập tức lá vải nằm xuống với cây Ska 3 chip. Một thanh niên nữa cũng bắt đầu chạy ra ngoài khi vòng bò thu vào. Thanh niên này muốn lên xe bỏ chạy. Bắt bài ngay lập tức với tình huống kê tâm ông ngắm X4 phun đỏ. Lại một thanh niên nữa hồi sinh và muốn sử dụng con xe này bỏ chạy nhưng mà con xe đã bốc cháy. Mình cố gắng đục và đó là kill thứ 18. Quá tuyệt vời, và có vẻ như trên căn nhà 3 tầng đó bây giờ sẽ không còn người nữa khi mà vòng bò bây giờ đã thu hoàn toàn ra phía bên ngoài. Dưới gốc cây có một thanh niên, bây giờ nó sẽ là kill thứ 19 dành cho vị trí của một DT. Vẫn còn tổng là 7 người chơi trong vòng bò cuối cùng. Bò bắt đầu thu lại, quá tuyệt vời. Vẫn còn một góc nhà ở trong bò mình có thể nán lại đây và bình tĩnh xử lý thêm một vài tình huống nữa. Phía dưới nhà bắt đầu có giao tranh rồi. Hai team địch đang lao vào nhau. Mình định rút quả súng lửa ra, tống một quả lửa vào thì bất ngờ mình bị bay đầu ở trong một tình huống mà đứng khá hớ hình trên cửa sổ. Rất may mắn là còn vị trí của anh Thái ở đây. Mình bình tĩnh hồi lại một bình máu, cái mũ bây giờ không còn. Cổng dịch chuyển ngay lập tức sẽ được sử dụng. Một tình huống A play, đối thủ chạy ra phía bên ngoài. Còn ba thanh niên đang đứng trên nhà, có vẻ như thanh niên đó vẫn còn nghĩ mình đứng ở phía bên trên. Bay đầu một tên rồi, thêm một thanh niên nữa vẫn có máu đỏ nhưng mà chưa đủ đam. Và bây giờ thì King Iris sẽ được sử dụng. Iris nộp hai người rồi. Gạt gió thôi nào, nhưng quả bốc keo không phải là vấn đề đối với Iris. Cài đốt vẫn còn đang có hiệu lực, vẫn tích cực đục xuyên kèo với kỹ năng Iris cộng thêm vào đó là cài đốt khả năng sấy, phải nói là vô cùng tuyệt vời. Thanh niên đó muốn lên xe bỏ chạy nhưng mà góc này thì chạy đi đâu. Con xe này khá kín, mình không thể kê đầu được nhưng mà chắc chắn nó sẽ phải là Buya. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video và đừng quên cho mình một like, một follow kênh để tạo động lực ra những video tiếp theo. Không phải nói gì về cái dạng này.